Xin chào quý độc giả đang theo dõi MyDeo, kênh tóm tắt sách, lan tỏa tri thức. Mình là Thu Thủy đây, rất vui lại được đồng hành cùng các bạn lắng nghe phiên bản tóm tắt sách ngày hôm nay. Khám phá cùng mình thôi nào. Sau đây là phiên bản tóm tắt của cuốn sách Ung thư không phải là chết, tác giả bác sĩ Nguyễn Lê. Ung thư là một căn bệnh mà mỗi năm trên thế giới có thêm hàng chục triệu người mắc mới, hơn một nửa trong số người mắc bệnh tử vong. Tỷ lệ mắc mới ung thư ở Việt Nam đứng hàng thứ hai, còn tỷ lệ tử vong vì bệnh này đứng hàng đầu thế giới. Y học đang nỗ lực tìm các giải pháp hữu hiệu cho căn bệnh ung thư, nhưng cho tới giờ, vẫn chưa có biện pháp kiểm soát triệt để. Ung thư vẫn được coi là án tử treo lơ lửng trên đầu người bệnh. Là một bác sĩ quân y, tác giả Nguyễn Lê đã mắc phải chính căn bệnh nguy hiểm ung thư gan, hay bệnh lý gan mật theo cách ông gọi đúng với chuyên ngành ông nghiên cứu và điều trị cho bệnh nhân. Bằng những kiến thức khoa học và nghị lực sống của chính mình, bác sĩ Nguyễn Lê đã dùng các biện pháp thay thế cách chữa ung thư truyền thống để tiếp tục sống khỏe với căn bệnh đến tận bây giờ. Dù đã rèn luyện cho bản thân sự cứng rắn, không để cảm xúc cuốn đi, khi tác giả nhận được kết luận nhiễm ung thư gan nguyên phát, ông vẫn cảm thấy tuyệt vọng khôn cùng. Tận tâm với nghề y, tác giả còn tìm hiểu thêm kinh doanh để an tâm về vấn đề tài chính, nhằm hết lòng được với sự nghiệp cứu chữa bệnh nhân. Cuộc sống cứ bận rộn và cuốn đi với những niềm vui khi được học thêm điều mới. Sự nghiệp thăng tiến, án tử được tuyên vào năm 2008 khiến ông thấy mình muốn níu giữ mọi thứ, muốn được sống để gặp những người bạn, những người thân trong gia đình. Và đó là những điều quan trọng, hơn cả tiền bạc, danh vọng. Ông tự đưa ra cho mình hai sự lựa chọn. Một là nhập viện, phẫu thuật hoặc hóa xạ trị. Hai là cứ để nguyên chưa điều trị gì cả, để thu xếp mọi việc còn đang dang dở, lo cho bố mẹ, các con, những việc trăn trở và những gì còn lại của cuộc đời. Lựa chọn thật khó khăn. Ông hoang mang và bất lực, bao nhiêu công sức cha mẹ dưỡng thành và bản thân phấn đấu để trưởng thành đến giờ kết thúc nhanh vậy thôi ư. Dù đã cố gắng chuẩn bị cho mình một tâm thế vững vàng nhất để đón nhận căn bệnh, nhưng một lần nữa tác giả lại rơi vào bế tắc. Hoài niệm về những ký ức tuổi thơ và thời thanh niên, ông quyết định đằng nào cũng phải chết. Tôi muốn ra đi được thanh thản, lo được chu toàn nhất có thể cho người thân và những điều còn trăn trở của bản thân. Tôi quyết định làm dần từng việc cho người thân của tôi, để khi tôi ra đi, mọi thứ sẽ ổn định. Tôi sẽ để căn bệnh trở thành điều bí mật của riêng mình. Tôi có thể chịu được. Trong lúc sắp xếp mọi sự, tâm lý của tác giả bị ảnh hưởng nặng nề bởi chứng kiến sự ra đi của hai đồng nghiệp cùng viện, cùng mắc căn bệnh ung thư gan nguyên phát như ông. Không, không thể để bệnh tật muốn làm gì cũng được. Mình là bác sĩ, phải tỉnh táo, ông cố bình tâm. Sau này, được sự động viên của người thầy của mình lúc đó, Nguyễn Văn Minh, giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành gan mật truyền nhiễm, tác giả Nguyễn Lê quyết định sẽ điều trị bằng phương pháp phẫu thuật. Ở trên bàn mổ, tác giả lại có những cảm giác lo lắng và hoang mang, để sống thì vất vả vậy mà chết lại dễ dàng thế ư. Ông thú nhận là khi đứng trước ranh giới giữa sống và chết, ông mới biết mình ham sống đến thế nào. Bằng sức mạnh tinh thần, bằng tình yêu và trách nhiệm với người thân, đồng nghiệp, bạn bè, ông quyết định mình phải sống. Tỉnh dậy khỏi sau phẫu thuật, ông ở trong tình trạng lờ mơ, lúc tỉnh lúc mê. Mọi người kể lại, do đau đớn, ông thường hay quát mắng y tá, học viên thực tập, đòi họ tiêm giảm đau liên tục. Ông thấu hiểu được những cơn đau dày vò cơ thể, thấm thía lời cầu cứu của bệnh nhân mà trước đây ông điều trị. Sau 2 tuần nằm dưỡng sức ở khu hậu phẫu, ông cũng đã đi lại được trên hành lang bệnh viện. Cảm giác cuộc đời thứ hai bắt đầu từ đây. Niềm vui sống của ông lúc này vô cùng mãnh liệt. Ông viết, cuộc đời thứ hai này tôi sẽ sống cho chính bản thân mình, dành cho những người thân yêu của mình và làm những điều mình muốn, quan trọng và có ý nghĩa nhất. Tôi đã không còn gì để mất hay để sợ hãi nữa. Nghị lực và động lực sống của tôi xuất phát từ những điều đó như tiếp thêm cho tôi vô vàn sức mạnh. Chia sẻ về quá trình phục hồi, ông ăn uống bình thường để bồi bổ cơ thể, không kiêng khem gì, chú ý ăn nhiều rau, củ, hoa quả tươi hơn. Theo ý kiến của các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam, và cả nước ngoài về chế độ dinh dưỡng cho người bệnh ung thư, người bệnh cần một chế độ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, đặc biệt là vi chất, khoáng chất, nhằm đảm bảo có thể trạng tốt, lên cân hoặc duy trì cân nặng để có sức đề kháng,
Tình trạng miễn dịch tốt mới kiểm soát và ức chế được sự phát triển của tế bào ung thư, ngăn chặn tình trạng tái phát hay di căn của bệnh. Ông kể rằng mình ăn trà bữa, nạp đủ các loại dinh dưỡng tốt nhất, uống 2-3 ly sữa mỗi ngày, ăn yến xào, đông trùng hạ thảo, rồi tam thất, linh chi với mật ong, thịt bò, trứng vịt lộn. Ông cũng cho biết, chế độ dinh dưỡng quan trọng là sự phù hợp với chính mình, cơ địa, sở thích của bản thân mỗi người. Thuốc hay sản phẩm dùng bổ sung cũng vậy. Người khác dùng tốt không có nghĩa là mình dùng cũng tốt. Đúng nhất vẫn là nên tham khảo hướng dẫn của bác sĩ hay các chuyên gia. Không nên tự điều chỉnh khi không hiểu rõ vấn đề, tránh những sai lầm đáng tiếc xảy ra. Sau khi phẫu thuật ổn định, tác giả được hội chẩn dùng hóa trị để triệt để hơn trong điều trị ung thư. Điều này khiến ông đau đầu cân nhắc. Không dùng thì không yên tâm vì nguy cơ tái phát, di căn cao, dùng thì nhiều cái bất lợi, gây hại cho sức khỏe. Quyết định này, dù là một người có chuyên môn, nhiều kiến thức như ông còn thấy khó khăn. Cuối cùng, thay vì dùng hóa trị, ông tìm kiếm các liệu pháp hỗ trợ thay thế, gọi là y học hỗ trợ và thay thế Complementarian Alternative Medicine, gọi tắt là CAM. Ông đặt ra các tiêu chí lựa chọn sản phẩm CAM đó là 1. Phải có cơ sở khoa học rõ ràng được minh chứng, có hoạt chất gì, tác dụng gì, giúp cho cơ thể điều gì. 2. Được kiểm chứng trên nhiều người sử dụng có hiệu quả. 3. Sản phẩm an toàn và có nguồn gốc đảm bảo. Phải có đủ 3 tiêu chí này, ông mới chọn lựa. Pau Pau Senzec, chiết xuất từ cây đu đủ vùng Đông Mỹ với hoạt chất acetogenin, có tác dụng ức chế và tiêu diệt các tế bào bất thường trong cơ thể mà không ảnh hưởng đến các tế bào lành là sản phẩm ông đặc biệt chú ý. Ông biết, trong nước khi đó rộ lên việc sử dụng lá đu đủ để chữa trị ung thư, có người chỉ chọn lá cây đu đủ được, nhưng ông cũng chưa quyết định vội. Vì tác dụng chống ung thư của lá cây đu đủ Việt Nam chưa rõ ràng, chưa rõ hoạt chất, cơ chế ra sao và hiệu quả cũng chưa được minh chứng. Trong khi nhựa cây đu đủ khá độc, nhiều người bị đau dạ dày, thậm chí xuất huyết tiêu hóa vì dùng lá đu đủ quá nhiều. Ông do vậy cũng không dùng đến liệu pháp này. Bằng kiến thức và quan hệ trong ngành, ông quyết định nghiền tam thất và linh chi thành bột mịn. Hàng ngày lấy mỗi thứ 2 thìa nhỏ, pha nước ấm, cộng thêm 1 thìa mật ong uống đều đặn. Ông nói rõ các sản phẩm trên chỉ bổ sung hỗ trợ thêm, không phải phác đồ chính trong điều trị. Vai trò, tác dụng của các biện pháp bổ sung, thay thế chưa được rõ ràng và công nhận. Tuy nhiên, ông nhận thấy, việc sử dụng chúng không chỉ cho việc củng cố cơ thể, thể trạng mà cả vấn đề tinh thần, niềm tin và hy vọng sống của người bệnh. Ông cứ thế hồi phục dần và bắt đầu cuộc sống mới. Nhân sinh quan, cách nghĩ và hành động của tôi như được giải phóng khỏi mọi khuôn phép, mọi thứ đều khác hẳn. Cảm giác thoáng đãng, nhẹ nhõm, yên bình và yêu thương ngập tràn. Mọi chuyện đời thường trở nên nhỏ bé, không nặng nề và phức tạp nữa. Tôi học cách đơn giản hóa mọi thứ. Tôi học cách buông bỏ, ông viết. Khác với sự tuyệt vọng ban đầu, sau 10 năm chiến đấu với căn bệnh, tác giả nhận ra rằng chính da mình bị bệnh lại là điều may mắn. Bởi vì chính nhờ căn bệnh ung thư tai ác đó mà ông biết sống hết mình cho hiện tại, biết trân trọng những điều nhỏ bé, biết buông bỏ những tham vọng áp lực nặng nề. 10 năm bị bệnh, tưởng đâu kinh khủng, hóa ra lại là 10 năm đẹp nhất, ý nghĩa nhất cuộc đời. Hóa ra, ung thư không phải là chết. Ung thư không phải là chết là cuốn hồi ký chân thực về những cảm xúc của một bác sĩ khi trong tâm thế bệnh nhân điều trị một căn bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao. Bằng kiến thức chuyên môn, niềm khao khát sống và thái độ sống tích cực vì mọi người, tác giả Nguyễn Lê đã thành công vượt qua căn bệnh ung thư. Những chia sẻ về phương pháp chữa trị của ông, đặc biệt là các loại thực phẩm bổ sung, dù vấp phải sự phản biện gay gắt, nhưng vẫn là nguồn tham khảo, truyền tải nghị lực và quyết tâm sống cho bệnh nhân, người nhà của họ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe, hy vọng mang đến cho bạn những điều hữu ích. Hãy nhấn like, subscribe để chúng mình có động lực làm những video khác hay hơn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.